Là hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Huệ hơn 15 năm, bà Dung không khỏi lo lắng khi nghe đề xuất sẽ đóng tuyến đường này để làm phố đi bộ, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của gia đình bà. Giờ cấm xe mình cũng không buôn bán được, cũng không có khách đi vô nữa, mình ăn uống mình nữa. Khó chứ, ví dụ mình vô mua đồ, ta đâu có chở vô được đâu. Những cửa hàng quá rồi ta chở vô cũng không được. Bây giờ cấm xe đi qua lại đúng rồi, rào đường mỗi lần mình về nhà mình cũng không vô được. Khó khăn chứ, phải đưa giấy tờ, phải coi chứ, xác minh là chị biết không? Xác minh là phải nhà trong đây mới cho vô, giấy chứng minh hộ khẩu bắt đưa cho trình báo mới cho vào con hẻm mình, trong khi để tự nhiên thì nó thoải mái hơn. Khách người ta muốn vô tới khách sạn này chứ để xách vali từ cái đường Đồng Khởi hay là kia vô, mà đâu phải là một mình xe mình đâu, mà hàng trăm chiếc xe, rồi đường xá đông đúc kiểu này rồi bao nhiêu xe đậu lại nữa thì nó còn tắc đường hơn. Cho nên thà để lưu thông chậm rãi vậy thì ok, không sao cả. Tiến sĩ Võ Kim Cương, chuyên gia quy hoạch cho rằng hiện phố đi bộ Nguyễn Huệ mới cấm xe trong khoảng thời gian từ 19 đến 23 giờ vào hai ngày cuối tuần đã kéo theo nhiều xáo trộn. Nay nếu đóng toàn bộ tuyến đường sẽ gây nhiều hệ lụy. Không chỉ dồn áp lực giao thông sang hai tuyến đường nhỏ, một chiều là đường Đồng Khởi và Pasteur, việc tổ chức giao thông cho một loạt các công trình khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại lớn nhất thành phố dọc tuyến đường này cũng sẽ là bài toán khó. Hiện nay các cái trục đường này đều là các cái trục giao thông cả, các cái đường giao thông cả. Và nếu chúng ta chưa có cái đường giao thông thay thế mà thực hiện ngay thì có thể nó sẽ gây ách tắc giao thông cục bộ ở khu vực. Không đơn giản chỉ là chuyển thành phố đi bộ mà mình phải tính đến tất cả những cái tình huống sự cố xảy ra, cháy nổ, cấp cứu rồi này kia vân vân, và xử lý như thế nào, và người dân sống ở trong đó họ ảnh hưởng như thế nào, doanh nghiệp thế nào. Và cái điểm thứ ba là ngay cả mình phải nhìn tới một cái hiệu quả kinh tế xã hội thì không thể hay là đóng khu trung tâm để biến nó thành đi bộ, và điều đó nó sẽ làm tổn hại đến nền kinh tế, nhất là kinh tế và khu trung tâm là mình có kinh tế tài chính và những cái cơ quan quan trọng. Việc đóng hẳn đường Nguyễn Huệ để làm phố đi bộ không hề đơn giản, khi hiện tại các tuyến đường kế cận đường Nguyễn Huệ đều nhỏ, quá tải nhưng chưa thể mở rộng. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng nhận định trước đây thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch đường Nguyễn Huệ là phố đi bộ đã hơi vội vã và thiếu nhiều hạng mục quan trọng như bãi giữ xe, không gian xanh và không gian ngầm kết nối với tuyến metro trong tương lai.